tôi. Ông nội nói chuyện nha. Coca, Coca gọi đầu nha. Mát nha, ngày nào cũng bà nội gọi đó, sướng quá nha. Ở mát không con? Cá chưa. Nó nhảy á, nó nhảy bữa hổm. Cái tiếng của nó vàng vàng á. Nó lớn lên nè. Coca mấy tuổi? Ông dạy cái. Coca 3 tuổi. Coca River. Coca ông nội không nói nữa. Con nói vậy đi. Đại học trái chợ. Ông nội nói chuyện con cho vui nha. Dạ. Ai gọi đầu cho con nè? Bùi Ye. Yeah. Ừ, ai gọi đầu cho con nè? Bùi Ye. Bùi Ye là cái gì? Bùi Ye. Bụi thôi chứ là Bùi Ye. Bẹ. Ừ. Bùi Thúi. Bùi Thúi. Trời ơi, anh nói Bùi Thúi. Nó cười dám chê bà nội thúi. Hả? À, sao nay kêu bà nội thúi vậy? Bà nội thơm chứ. Bà nội gọi đầu cho con là bà nội phải thơm chứ. Cảm ơn anh.